anh em yêu thích tập luyện mà không có thời gian đến phòng gym thì cứ việc tập ở nhà. Muốn tập tăng cơ cho ngực thì lựa chọn hàng đầu là tập hít đất. Cô Vi không đủ tuổi với năm biến thể hít đất tại nhà giúp cơ ngực vạm vỡ có cơ ngực ngon lành như này thì cô đơn hay cô Vi anh em mình cũng chẳng ngán.